có rất nhiều cách đi. Ví dụ như là cách đi theo 5 virus 1H, Who, What, Where, When, Why, How. Đấy là một cái cách làm cũng hay. Quy trình có thể quy trình thứ hai là quy trình Soul Start, cái quy trình lập kế hoạch về theo digital marketing. Chúng ta cũng có thể đi theo cái quy trình RSTPMMIC. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái quy trình này. Đây là quy trình mà theo như là quan điểm của Philip Kotler. Ông là ông tổ của cái ngành marketing hiện đại. Ông ấy sẽ muốn rằng mọi người khi mà làm marketing chiến lược thì phải theo cái quy trình này. Thì cái viết tắt của RSTPMIC là cái gì? Chúng ta sẽ thấy rằng là chữ R ấy, tiếng Anh của nó là Research. Tiếp theo nữa, cái từ SC thì nó chính trong tiếng Anh nó chính là Segmentation, tức là phân khúc thị trường. Chữ T của trong cái nghĩa đó chính là Target Market, tức là gì, thị trường mục tiêu, xác định thị trường mục tiêu. Sau đó thì cái chữ P của nó chính là cái từ là Positioning, tức là định vị thương hiệu. Tiếp theo nữa là cái chữ MM. Cái chữ MM này thì nó viết tắt của từ Marketing Mix. Chúng ta hiểu rằng Marketing Mix là bao gồm những cái hoạt động về chữ P đấy. Cái chữ P đó, ví dụ chẳng hạn như là 4P là Product, Place, Price, Promotion, hay là 7B thì chúng ta có Product, Place, Price, Promotion sang phần People, sang cái phần là Process và sang cái phần là Physical Evidence chẳng hạn như vậy. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái Marketing Mix ấy là 4P hoặc 7P thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái khái niệm này một lát nữa. Sau đó cái chữ Y của nó chính là cái từ là Implementation, tức là thực thi. Và cái từ C cuối cùng đó chính là cái từ Control. Control tính là kiểm soát, đo lường, kiểm soát chiến dịch. Cái từ RSTPMMIC này nó rất là khó nhớ, cho nên tôi có một gợi ý liên tưởng như này. Các bạn nhớ cái câu của tôi, RSTPMMIC hay là rồi sẽ tự phải mò mẫm một chút. Như vậy các bạn sẽ dễ nhớ hơn. Tôi nhắc lại nhé, rồi sẽ tự phải mò mẫm một chút. Chào mừng bạn đến với các khóa học kỹ năng cùng chuyên gia tại nền tảng giáo dục trực tuyến Kina. Nếu bạn chọn phương thức thanh toán thu tiền tại nhà, đầu tiên bạn cần kích hoạt khóa học. Kina sẽ gửi phong thư chứa mã kích hoạt và hướng dẫn sử dụng tới địa chỉ của bạn. Đăng nhập tài khoản và điền ngay mã tại trang kích hoạt. Khóa học sẽ được thêm vào mục Khóa học của tôi. Với các phương thức thanh toán trực tuyến, khóa học sẽ được tự động thêm vào khóa học của tôi sau khi giao dịch của bạn được xác nhận. Để xem các khóa học mà bạn đang sở hữu, hãy truy cập website kina.vn và đăng nhập tài khoản của bạn. Từ trang chủ, bạn có thể dễ dàng vào trang khóa học của tôi. Kina thiết kế trang khóa học của tôi như quyển nhật ký hỗ trợ bạn quản lý các hoạt động học tập hiệu quả. Để giúp bạn theo dõi lịch sử học tập, các khóa học được tự động sắp xếp theo trạng thái đã mua và đã học. Trên từng khóa học, Kina sẽ thông báo đến bạn tiến độ học tập hiện tại. Học liệu từ tất cả các khóa học được xếp gọn gàng tại thẻ tài liệu. Giờ đây, bạn có thể truy cập tài liệu tham khảo bất cứ lúc nào mà không cần tỉ mẩn xem lại từng video bài giảng. Hỏi đáp với giảng viên và lịch sử tương tác cùng các học viên khác sẽ được tự động tập hợp theo tên khóa học. Đây là một chức năng rất được yêu thích tại Kina vì nó làm cho việc ghi nhớ kiến thức trở nên thật nhẹ nhàng. Cuối cùng, từ trang cá nhân của mình, bạn có thể dễ dàng quản lý mọi giao dịch tại Kina và hoàn thành thanh toán các khóa học. Với mong muốn đem lại sự tiện lợi cho học viên, Kina xây dựng giao diện học tập linh hoạt, hiển thị hoàn hảo trên mọi thiết bị, từ máy tính bảng tới điện thoại di động. Giờ đây, kiến thức chỉ còn cách bạn một cú lích chuột. Trong quá trình xem video bài giảng, bạn có thể nhanh chóng tạo các ghi chú và tóm tắt ý chính của bài học. Video bài giảng được sắp xếp xen kẽ cùng với các bài tập trắc nghiệm để giúp bạn ghi nhớ kiến thức tốt hơn và làm cho quá trình học thú vị hơn.
với mong muốn tăng trải nghiệm tương tác, Kina phát triển chức năng hỏi đáp linh hoạt. Bạn có thể hỏi đáp thỏa thích với giảng viên và thảo luận với các học viên khác để thỏa mãn các nhu cầu kiến thức tức thời. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ được cấp chứng nhận online miễn phí. Nếu bạn muốn chạm vào thành quả của mình, Kina sẽ cung cấp cho bạn chứng nhận offline được lồng trong khuôn gỗ có chữ ký và đóng dấu của công ty. Trong trường hợp video hướng dẫn này vẫn chưa thỏa mãn hàng vạn câu hỏi của bạn, hãy liên hệ với Kina qua số hotline 1900 636409 để được hỗ trợ nhé. Kina, nền tảng giáo dục trực tuyến về kỹ năng hàng đầu, được tin tưởng bởi hơn 200 chuyên gia và hơn 300.000 học viên trên cả nước. Cùng Kina chinh phục mọi kỹ năng để nâng tầm sự nghiệp và làm chủ cuộc sống.